xin chào tất cả các bạn, Lâm ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng anh em người que đi tìm cây trượng Lucky Block. Cây trượng sau khi mà có được từ ông vua màu cam, tụi nó gắn kim cương vô, nó sẽ biến tất cả thành kim cương. À không, sức mạnh mạnh hơn nhiều. Còn gọi là gì ta? Nên đây rồi. Cái này mạnh hơn nữa, hắc diện thạch. Hắc diện thạch thì là không mạnh bằng. Mỗi một cây, mỗi một block nó đều có sức mạnh khác nhau. Đá cuội nè. Đá cuội là sẽ xây được nhà. Gỗ thì xây được những cái nhà bằng gỗ. Bàn chế tạo. Wow. Lò nung. Ê, tôi thích cái chuyện lò nung nha. Đỡ phải gọi là cái gì ta? Đỡ phải ngồi đợi nó nung cái kiểu quạt quơ qua một cái thôi là có đầy đủ đồ ăn rồi. Bàn cường hóa. Ê, cái này ngon nè. Oh my god. Cái gì đây? Nóc bát rồi bảo vệ. Ủa cái kiếm nó có bảo vệ luôn hả? Cái kiếm nó có gia tài luôn sao? Chắc cũng có. Cái kiếm nó có trung thành, có lửa, có khí cảnh của lửa, có gọi là vô hạn. Cái kiếm này bá đạo quá vậy. Đây rồi, tôi nghĩ cái này là mạnh nhất. Để xem coi cái cây trượng này nó kết hợp. Anh em mình nhớ không? Lần trước vì cái Lucky Block này, vì cái sự tham lam và cái sự trẻ trâu và cái sự gọi là ham chơi của anh em mình, xém banh mẹ thế giới luôn. Thôi. Còn cái này là chế thuốc nè. Cái này hợp với thằng màu xanh dương nè, nó chơi đồ nhiều lắm. Cái này hợp với màu xanh lá nè. Wow. Tạo ra cái nút nhẹt nhẹt cụ đồ. Màu cam nó sẽ đi phiêu lưu. Bottle gin. Cái này hợp với thằng màu đỏ nè. Thằng màu đỏ là kiểu anh em bốn bể là nhà, zombie là bạn, gọi là skeleton là anh em, kiểu vậy. Tại vì nó đã từng có gọi là đi qua cái trường học quái vật và nó gọi là đã có bằng cấp rồi, có nghĩa là ai nó cũng quen á, nó quan hệ anh em, nó có nhiều anh em xã hội lắm á thằng màu đỏ. Giỡn nổ banh nhà. Còn thằng màu xanh dương thì rất là thích trồng trọt và ăn uống. Cũng là thằng màu xanh dương nó cũng là chơi đồ mà. Màu vàng thì thích đá đỏ. Wow. Cái này là sửa chữa. Cái này nặng nha. Từ cây trượng mà nó biến thành cây cung siêu cấp luôn rồi. Ui. Cái cây này nó hơi bị nổ quá nha. Đá đỏ. Tôi mà có cây trượng này, nói thiệt tôi không cần phải đóng tiền điện luôn mọi người. Mọi thứ nó tự động hóa, nó điện năng hóa rồi. Mạnh quá, nó cắt đứt luôn. Ôi cái này mạnh nha. Đây rồi, cây trượng của ông vua màu cam. Nhưng mà tụi này tôi cá cỡ nào tụi nó hay chưa, tụi nó cũng tập mạch, tụi nó cũng tò mò, nó muốn gắn cái cây trượng, gắn cái cục Lucky Block vô lắm. Chắc chắn nè. Không có được. Rồi đấy, thấy chưa? Tập này vẫn trẻ trâu như thường, vẫn quậy phá, vẫn gọi là kiểu tò mò tập mạch. Nghĩ sao mà cái cây trượng mà nó gắn Lucky Block vô thì nó sẽ như thế nào? Tập mạch nè. Đây. Gắn cái Lucky Block vô. Đúng rồi. Đây rồi. Boom. Ê, cây trượng này là gọi nó là cây trượng gia tài được luôn ấy. Boom. Một bộ giáp Nidor, một cái cây mà có mọc lên thịt gà. Một vụ nổ. Con ong. Cho mày hoa này, cút đi. Đi. Vẫn là cái vùng đất này. Có lẽ một lần nữa ở đây nó sẽ bị đảo lộn trật tự. Đó. Ok. Ghê. Rồi. Tôi cảm giác là một chút là nó có cái tình trạng bị glitch nè mọi người. Đâu để xem. Rồi. Rồi, cái pha này là chơi ngu nè. Thôi xong. Ui, đứng ra
ra nó mạnh phết. Ôi nhưng mà con gà này hơi ảo nha. Tính ra cái cây nó có thể ngẫu nhiên bất cứ thứ gì. Có nghĩa là cái cây trượng lúc khi block nó còn mạnh hơn cả cái cây trượng mà comment block nữa. Comment block thì thực ra lại cũng ngang ngang nhau, nhưng mà lúc khi block là muốn random cái gì là nó ra cái đó. Cho nó bông hoa đi. Rồi thôi xong. Thôi xong. Tất cả mọi thứ. Rồi đó bắt đầu rồi đó. Rồi. Vị thần lúc kia block đang khó chịu. Nữa rồi đó, nữa rồi đó. Rồi. Rồi. Rồi xong. Tại sao nó lại bị như vậy? Nó không điều khiển được. Rồi thôi xong. Nó thoát ra ngoài được rồi. Ok. Rồi bây giờ sao đây? Bây giờ sao đây? Rồi quay lại cái trượng này, nó sẽ thống trị thế giới. Rồi hết tác dụng. Hết tác dụng luôn. Hết tác dụng luôn. Oh no, oh no. Bạo lực vậy. Rồi thôi xong. Rồi xong, thằng màu vàng, thằng màu đỏ không còn ở đây. Rồi xong, cái thế giới này gọi là ngẫu nhiên hết rồi. Bất cứ cái gì nó cũng ngẫu nhiên rồi. Rồi thôi xong. Nó tự trở thành một thực thể luôn. Nó ra khỏi đây rồi. Rồi xong rồi rồi con, anh em tụi bay làm sao đây? Này thì giỡn. Má mấy cái thứ mà kiểu ứng một nút banh cả vũ trụ là anh em nó hay làm lắm. Anh em nó nhiều pha chơi ngu như vậy lắm. Rồi bây giờ nó là một thực thể luôn rồi. Biến ra một con nhện. Thôi đừng giỡn ở đây ca, trả cho em. Ai giỡn với mày? Nhiệm vụ của tao là trừng trị tụi mày. Oh no. Rồi lại một trận đấu căng thẳng đây anh em à. Trận này khá là căng đây. Thằng màu vàng nó còn nằm mơ. Ủa cây trượng mình đâu? Thôi xong. Tập này thằng màu đỏ phải xin lỗi rất là nhiều người. Oh no. Enderman. Ui ui. Bây giờ đánh không lại nó đâu. Nó quá mạnh đi. Nó biến thành kinh nghiệm. Rồi ok. Nổ bao nhiêu nó cũng hồi lại bấy nhiêu. Biến thành két hết. Rồi thôi xong. Cái này đánh nó làm sao đây à, khó chịu cũng như ông vua màu cam luôn á. Rồi. Nước. Wow đỉnh. Đỉnh. Wow đỉnh vậy. Ok. Nhưng mà nó bây giờ nó đã nhập vô cái cây trượng rồi. Dễ gì. Nó nhập vô cây trượng rồi. Nó với cây trượng bây giờ là một rồi. Là một thực thể rồi. Bây giờ chỉ còn cách là tháo nó ra thôi. Thôi xong. Barrier. Ồ thằng màu vàng. Thằng màu vàng vẫn còn đánh lệnh. Đây rồi. Hợp lý nè. Hợp lý nè. Hay. Yeah. Từ từ. Bây giờ cảm ơn mày. Ok không sao đâu. Lát về cho tao đấm mặt vô mặt mày là được. Nó thoát ra được. Mình nghĩ nó sẽ tìm cách thoát ra được. Đây rồi. Đây. Nó dùng lực của hố đen kiểu vậy. Từ trường nó hút hết mấy cái barrier block luôn ấy chứ. Rồi thôi xong. Tụi bay vô đây. Nhà tao trong đây nè. Vô đây chơi. Rồi vô đây mấy đứa. Trời, nó búng đồ ra kìa. Ôi, nó giống như là nó có được mấy viên ngọc vậy á. Mấy viên ngọc mà kiểu Infinity Stone vậy á. Sau khi mà nó gắn vô. Rồi xong. Bây giờ tụi bay muốn vượt cái ải này thì tụi bay phải lên tận trên đây rất là cao. Xin lỗi anh em nhé, tôi đã bóp anh em rồi. Sao mày không nổ nữa đi? Không, tính ra thằng này nó vẫn còn thương mấy con động vật nha.
Wow, nó có thể tạo ra nhiều cây trượng luôn ấy chứ. Ôi, ôi, đập, đập là hiện lại, đập là hiện lại, lên. Chỉ còn cách này thôi anh em à, đập, đập liên tục luôn. Rồi, đi vào bên trong rồi. Bên trong đây là một, một đống thử thách cho anh em nó luôn. Con chùm đầu tiên, con chùm đầu tiên, vô. Con cá này, con gà này, con chùm đầu tiên, đó là Big Man. Zombie Big Man. Mày, đưa tao cây trượng đây. Ok, có cây trượng đầu tiên cũng ngon rồi anh em. Creeper. Đấy rồi. Chịu hồi anh em xã hội. Ngoan anh em xã hội dắt lên tới chợ luôn. Qua đỉnh. Vô. Tập này con rô làm theo phe của Lucky Block nha mọi người. Vô. Lên anh em. Đây cây trượng này. Cây trượng tiếp theo. Đỉnh. Thằng màu xanh sẽ cầm. Thằng màu xanh sẽ cầm. Quan trọng là cây trượng. Cái lõi không quan trọng mọi người. Ok. Tiếp. Rồi hai cây rồi, đánh thêm con chùm chùm phụ. Tiếp theo chúng ta sẽ có cây thứ ba, là một lát là một cây trượng đấu với lại năm cây trượng anh em à. Flame, cà rốt có cường hóa lửa sao? Channeling, ôi, ui. Ê nhưng mà gây sát thương tới con này. Dương Làng, nóc bát, thằng Dương Làng được cường hóa bực lùi 99, cầm đầu cầm con Dương Làng đi dỗ người đó, dỗ là thằng nào nó cũng bị bực lùi. Mày, trời ơi nó bay không thấy mặt trời luôn. Không, mặt trời ở đây cũng là dấu chấm hỏi luôn mọi người ạ. Multi-shot. Đây cái này mạnh nè. Bắn. Đúng, đúng, đúng. Ui. Đánh tùm lum tà la luôn. Ô thằng này có đôi giày đỉnh quá. Đâu rồi? Con ông này. Con ông này tìm được cái manh mối gì không? Boom, một cây trượng tiếp theo. Chỉ còn lại hai cây cuối cùng rồi đúng không? Có ba cây rồi đúng không? Ok, ba cây, bốn cây, năm cây. Tuyệt. Bây giờ làm năm cây đấu với lại một cây mọi người ạ. Tốt lắm. Đây rồi, ai cũng có sức mạnh riêng của mình rồi. Ông vua sao? Không, nữ hoàng ông chứ. Ông chúa. Cái này cũng là ông. Chuyển qua Labit. Ui, bực thầy kinh nghiệm. Giảm giá kinh nghiệm. Boom. Con này bây giờ sợ nó chịu không nổi nè, nó bắt đầu chảy nước mắt rồi kìa. Nó bị chích anh em à. No. Đốc cái bộ giáp bedrock vô. Bao mạnh luôn anh em. Anh em xã hội liền. Cây trượng tiếp theo. Rồi bây giờ dư rồi giờ sao? À, cây trượng này dùng để thu lại hết mấy con ong. Rồi. Bây giờ thằng màu đỏ hơi mạnh luôn nè. Sugar Boss cũng cầm luôn. Nói chung là lính kiểu chùm phụ, chùm cuối hay chùm giữ cửa gì. Thằng nào cũng cầm cây á mọi người. Sờ tiếp. Thằng này cầm cây trượng sờ tiếp. Không bằng nó. Cưa nó. Giật điện rồi, bị giật điện. Ocelot cũng là chùm luôn sao? Cái gì ghê vậy? Ocelot giật điện. Rồi. Sờ tiếp mà bị giật điện thành Hero Bright sao? Ô, thằng này có kỹ năng của ông thầy nó rồi. Hero Bright là ông thầy của nó chứ gì nữa. Vô. Ui. Nếu tôi đoán không lầm, đây là một nhân vật. Đây là một nhân vật mà cái thằng gì mà nó leo vô trong cái lu và nó cầm cái búa và nó cứ đào, nó phải nhảy lên á, nó phải lên cao nhất á. Y chang luôn mọi người, chắc là nó đó anh em. Mày hả mày, khỏi nhảy. Ô. Ê, vậy thì sẽ có. Có. Chịu hồi. Gấu Bắc Cực. Gấu trắng. Ôi cây trượng Hero Bright mạnh nha mọi người. Nó có thể gọi là dịch chuyển tức thời á. Ác chưa? Ok. Ngầu dữ vậy. Anh bay ra anh đạp như là kiểu phim trưởng vậy đó. Ui. Ôi cây trượng của nó là cổng không gian. Ờ con nó tele kìa. Hết tele nha con. Mày
Rồi cái này là vòng lặp vô tận nè. Lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Vòng lặp vô tận nè mọi người, nó sẽ bị nổ. À không, dắt ra vũ trụ tăm tối cái kiểu luôn. Xong mày rồi. Cái gì đây? Càng ngày kịch bản của Alan Baker càng ngày càng đỉnh, cái gì cũng có thể xảy ra hết. Má ơi, chiếc thuyền mà nó cũng là một con chùm luôn. Mà đánh nhau với chiếc thuyền luôn anh em. Ui, chiếc thuyền mạnh vậy. Ui, nó chiếc thuyền nó chắc anh em đó luôn. Mày. Ui. Lục bảo, lục bảo. Má chùm thuyền mạnh dữ vậy. Mày đi. Mày đi. Đánh nó. Ê, chơi vậy không kỳ nha, chơi chơi hội đồng nha, kỳ nha, kỳ nha. Thà hội đồng chùm không nói. Bây giờ anh em tụi nó mỗi người đều cầm hai cây. Rồi, đã đến lúc đánh chùm. Nó biến thành một cái gì đó khổng lồ luôn rồi. Rồi xong. Vô gặp chùm nè. Anh em nó mỗi thằng cầm hai cây trượng. Trận chiến của ma pháp sư. Còn thằng này là nó đi phân phối mấy cây trượng. Có nghĩa là bây giờ mấy cây trượng nó là chùm chứ không phải là mấy con kia nữa. Mấy con kia là bị thao túng thôi. Nó tạo ra cả đoàn quân luôn. Hay là nó là vị thần của các cây trượng. Oh my god. Ok, chuẩn bị hết những vũ khí mạnh nhất. Chơi. Né ra. Ừ, bét góc cứng hơn hắc diện thạch. Vô. Ui. Đúng 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 đúng. Không, không tấn công vô được. Cái lớp phòng thủ của nó dày quá. Một cây. Vậy là mất một cây trượng là mất, bị mất một mạng rồi đó. Này chục mạng luôn á. Ây da. Kèo này căng. Tiếp theo là cái gì? Ô ô, cái này khó nha. Ô, cây trượng không gian. Làm vài cái là mất đi vài cây rồi. Ê, cái cây trượng không gian ngon nha mọi người. Má đỉnh. Nó có thể dịch chuyển đồng đội đi phá mấy cái cây luôn. Cái gì đây? Herobrine dịch chuyển tức thời. Cái gì đây? Nếu mà tôi đoán không lầm đây là cây trượng của Ngọc Luli hả? Má, cây trượng Ngọc Luli mạnh dữ vậy? Má, Lucky Lock nó mạnh ác luôn á, mạnh điên luôn. Gì đây? Ô. Ok, ok. Oh no. Má, cây trượng của Piston. Rồi. Thu lại hai cây. Rồi nhốt thằng này trong đây luôn. Cái này nó đổ cái này vô thì cái gọi là gì ta, cái trâu hay là cái khâu trình, đúng rồi. Cái phễu ấy gì á, nó đỡ lại hết. Rồi hai thằng bị nhốt rồi. Đừng nói chuyện này màu cam cánh tim nha. Đá đỏ với lại thạch anh nè. Không phải cái đó là cái gì á, amethyst. Rồi bị nhốt luôn. Thằng này bị nhốt luôn, chắc luôn. Rồi. Khó vậy. Chỉ còn lại ba thằng thôi. Oh no. Rồi thằng thứ ba bị nhốt. Rồi thôi xong. Thôi xong. Ý. Màu vàng. Màu vàng có cái này mạnh. Cái này, cái block này là nó tuyệt đối luôn mọi người. Chỉ có admin mới hay là mấy thằng xài lệnh mới xài được thôi. Nó mạnh tuyệt đối luôn. Thấy chưa? Không, nhưng mà cái gì? Hả? Nó mạnh. Nó đục vô được rồi. Nó đục vô được rồi. Oh no. Rồi thôi xong. Rồi thôi bị nhốt luôn. Chỉ còn. Rồi thôi xong. Cái cây đó nó mạnh tuyệt đối luôn anh em à. Bây giờ chỉ còn hàng màu đỏ. Nó phải sửa lỗi hết tất cả những gì nó gây ra. Màu cam bị nhốt, màu xanh bị nhốt, màu vàng, màu xanh lá bị nhốt. Còn mỗi mình nó thôi. Nó phải chuộc lỗi. Nó phải làm gì đây? Sử dụng những gì mà mình giỏi nhất. Rồi thôi, bị nhốt đợt cuối. Mấy chục tia luôn. Đây, cái này hay. No.
tổ ong gánh tim. Một đống ong ra luôn nè. À, con chùm nó bị nổ. Hy sinh. Con ong này sẽ hy sinh. Hy sinh đi. Lần này mày có thể nổ được. Boom. Vinh danh con ong anh em à. Chúng ta phải vinh danh con ong. Con ong Creeper. Và cái đế chế lúc khi block đã sụp đổ, mọi thứ tan nát hết. Rồi, bây giờ sao đây? Thoát ra. No, thoát ra. Thoát ra. Được rồi, cuối cùng thì nó cũng đã giúp được rồi. Nhưng mà, chưa. Chỉ còn cách này để thoát ra thôi. Gắn vô, gắn cái lõi vô. Rồi, xem tí nữa anh em, tụi nó bị nhốt vĩnh viễn trong đây rồi. Một phút mặc niệm. Rất là respect cái con ong này. Con ong này gánh tim anh em à. Lần trước là con heo gánh tim, thì lần này là con ong gánh tim. Thằng màu đỏ này nó luôn có một người đồng đội gánh tim đỉnh cao. Thôi, chuyện cũng đã qua rồi thì ai giận mày. Nhưng mày sẽ bị cầm tù trong vòng vài ngày. Tao nghĩ vậy, mày sẽ bị cầm tù. Ở trong mày ăn năn, mày hối hận hay là mày sao sao đó, mày đừng có kiểu lần sau mày đừng có bóp anh em kiểu này nha. Còn bây giờ thì tập liên quan tới cây trượng Lucky Block đã kết thúc. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp anh em trong video kỳ sau. Bye bye, peace.